Sáng ngày 10 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát bản tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ khu vực Nam Bộ. Theo đó, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, cho thấy mây dông đã và đang phát triển, gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét. Từ sáng sớm ngày 10 tháng 11, mưa đã diễn ra trên diện rộng tại Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Sau đó, mây dông khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Bên cạnh đó, Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cảnh báo, mực nước đỉnh triều trên các sông ở thành phố Cần Thơ sẽ lên trong những ngày tới. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng lên nhanh, theo triều cường đầu tháng 10 âm lịch.